Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái cách để chúng ta làm cho chúng ta chữa cho em bé không bị sốt. Tôi có một cháu bé học lớp 1, cô giáo gọi sốt phải đưa về. Về nơi thì sờ thấy rất là sốt. Và tôi vẫn thường chữa theo cái cách này và chữa có khoảng 1 tiếng sau là khỏi. Đó, 1 tiếng sau là nó hạ sốt. Thấy sờ trán thấy nó mát lạnh lạnh mình cảm thấy lo. Bởi vì nó đang sốt như vậy, sau đó tôi lấy trứng gà với cả dây chuyền mà có một cái video tôi có hướng dẫn cách đánh nhá, đánh gió khắp người cho cháu, xong là ngày mai khỏe đi học bình thường. Thì cái cách này rất là đơn giản, nhiều người biết nhưng mà cũng có một số người không biết, ngay cả tôi lâu lâu mà không làm mà cũng bị quên, cho nên là bây giờ làm lại vừa là mình nhớ vừa để mọi người cũng biết luôn. Đầu tiên là chúng ta lấy gừng, gừng chúng ta chỉ lấy khoảng bằng từng này thôi. Đó là bằng từng này thôi này. Gừng chúng ta lấy khoảng từng này thôi nhá, không lấy nhiều quá, từng này là được. Nhiều quá nó nóng quá. Quất, quất hay còn gọi là quả tắc. Hai thứ, đấy, hai cái này rất là quan trọng. Rồi một thứ rất là quan trọng nữa là mật ong. Mật ong mà nếu mà chúng ta mua được mật ong rừng thì càng tốt. Ở Nha Trang có mật ong chuyên bán mật ong rừng, dạo này không biết ông bị gì không thấy ông ấy bán nữa. À, trước đây tôi cứ mua một lần là rất là nhiều. Mua một lần cả chục tổ luôn, sau mình về mình vắt, mình cứ để đấy, để mật đấy ăn dần, nhưng dạo này không thấy ông ấy bán nữa. Đấy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách làm thì chúng ta cùng xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gọt cái này cho nó sạch đi. Chúng ta chỉ cần làm sạch đi là được thôi, còn cái vỏ của nó thì cũng không không cần thiết là phải sạch lắm, nhưng mà quan trọng là phải sạch đất cát. Đó, vì nếu mà đất cát chúng ta làm không sạch thì sợ nó có cả phân phép nữa, cho nên là chúng ta phải làm sạch. Cái chuyện đất cát là chúng ta phải làm sạch, chúng ta phải thấy nó sạch sẽ là được. Đó, còn cái vỏ có sót một tí cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng mà cái đất cát màu nước là chúng ta phải làm cho nó sạch sẽ, cho nó an toàn. Đó, sau khi làm sạch sẽ rồi thì chúng ta cho một tí nước vào, chúng ta rửa. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ thái. Chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Chúng ta thái nhỏ nhé. Xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ cắt cho nó thành sợi luôn được. Mà kể là để lát này thì cũng được, không vấn đề gì. Ví dụ như người lớn ấy, chúng ta để lát này xong rồi lát này chúng ta ngậm luôn cả cái lát này thì rất là tốt. Nhưng mà trẻ con thì nếu mà ngậm cả lát to này thì nó rất là cay, cho nên là chúng ta thái nhỏ ra. Đó. Để đây luôn nào bố. Bỏ vào bát luôn, dí vào máy quay vào bát á, quay vào đâu vậy, dí vào trong này này. Đấy, rồi. Đấy nhá, xong rồi chúng ta sẽ cứ giữ máy rồi đấy, lùi ra tí không nước nó té vào máy. Rồi, giờ cái này ấy thì cái này chúng ta nên dùng những cái trái mà nhà mình trồng được, ví dụ như cuối năm mà chúng ta mua về thắp hương. À, mua về chúng ta mua cây về chúng ta ăn Tết chẳng hạn, thì sau đó chúng ta nên ngắt hết toàn bộ trái ở trên cây, chúng ta vứt đi để nó lên cái lớp trái cây mới, thì lúc đó nó không có thuốc, nó an toàn. Nghĩa là chúng ta trồng 1 năm rồi thì tới dùng cái trái này mới an toàn, còn nếu chúng ta mới mua người ta ở ngoài cây chơi Tết về chúng ta dùng thì không tốt đâu, vì sợ người ta dùng các cái thuốc kích thích ấy, nó không tốt. Cái này thì chúng ta trẻ trẻ tư trẻ trẻ tư hoặc là trẻ 6 trẻ 8 này. Nói chung là chúng ta cứ trẻ ra đó. Mùi À, mùi thơm đúng không? Thơm không? chua Thơm thì nó yeah. mùi nó thơm. Mùi chua sợ hát hơi luôn ạ. Đó. Cho vào trong máy quay vào trong trong bát này. Đấy. Đó. Thì bắt đầu ngon rồi đúng không? Rồi đừng có lắc máy quá. Đừng có lắc máy quá. Giữ lại giữ giữ máy quay trong cái bát. Lấy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho giữ máy quay đấy. Cho gì như thế ta? Giờ chúng ta sẽ cho cái mật ong vào. Mật ong ấy thì ui giời, tay trơn đấy. Ta. Mật ong này thì chúng ta Ta. cho hơn 1 thìa này nhé. Đấy. Chúng ta cho khoảng 1,5 thìa thôi. Đấy.
Vì nếu mà chúng ta cho nhiều quá thì nó cũng không 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 tốt đâu. Cái gì nó cũng phải vừa vừa đủ liều lượng của nó mới tốt, nó bị dây một tí là tay. Nhà ta sẽ lấy nước vào cái nồi này. Cái nước mà chúng ta cho vào nồi thì chúng ta chỉ cho một cái lượng nước vừa phải thôi. Vì nếu mà chúng ta cho đây, như vậy là chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào cái nồi này, chúng ta cho một ít nước vào nồi này. Chúng ta đặt vào. Chúng ta cho nước vừa phải thôi nhé, chứ không cho nước nhiều quá, thì nếu mà chúng ta cho nước nhiều quá là khi mà chúng ta đun nước nó sẽ tràn vào đây, nó sẽ không tốt. Đó. Chúng ta bật bếp bếp từ hay bếp ga gì ấy, thì chúng ta bật ở cái nhiệt độ vừa phải đầu tiên có thể. Chúng ta bật khoảng 220. Đó. Nhưng mà chúng ta phải quan sát, bởi vì nếu mà chúng ta thấy cái lượng nước có nguy cơ tràn vào bát thì chúng ta phải phải tắt bếp để chúng ta bớt nước ra. Nhưng mà nếu mình cho vừa phải thì nó sẽ không không tràn. Và nếu mà lý tưởng nhất là chúng ta cho nước ít và chúng ta đậy vung lại. Chúng ta đậy vung lại thì cái hơi nước mà nó bốc lên nó sẽ giọt xuống đây. Nó sẽ làm cho cái mật ong, rồi gừng, rồi quả quất nó hòa quyện với nhau. Khi chúng ta uống nó sẽ không chua, cũng không ngọt quá, cũng không cay quá. Nó vừa có cay, có chua, có ngọt, ba cái thứ nó kết hợp với nhau. Mà nó lại được hơi nước nhỏ xuống thì nó sẽ không không bị ngọt quá. Mà như thế thì cái hiệu quả chữa bệnh nó sẽ rất là cao. Nói chung là đối với trẻ con thì thực ra thì trẻ con người lớn gì cũng vậy, càng hạn chế dùng kháng sinh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Ở Việt Nam chúng ta là một trong những nước lạm dụng kháng sinh cao trên thế giới. Lạm dụng kháng sinh nhiều quá thì có những người mà dùng kháng sinh nhiều sau đó vào bệnh viện thì không có thuốc kháng sinh khác để điều trị được, bởi vì virus nó bị nhờn với các loại kháng sinh và nó sinh ra những cái kháng để nó chống lại kháng sinh đó. Cho nên là nhiều người chết vì không có thuốc đặc trị để có thể trị được những cái loại virus như vậy. Bắt cái keo đúng không? Bắt cái keo. À, cái tổ chức Y tế thế giới người ta khuyên cáo là không nên lạm dụng kháng sinh, nhưng mà các nước tiên tiến trên thế giới thì người ta kiểm Trăm. soát rất là chặt trong cái việc mà nó bị kêu. Tôi đã giảm được xuống 100 rồi. Các nước tiên tiến trên thế giới thì người ta kiểm soát rất chặt trong cái việc mà kê mua thuốc. Ví dụ như là mua thuốc thì phải có hóa đơn, phải có cái đơn mà do bác sĩ kê ấy, thì mới được phép bán, chứ không phải như ở Việt Nam mình là ai thích mua cũng được, cứ vào hiệu thuốc là mua mua tùm lum tà la về chữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gà, vịt, lợn, rồi tôm, rất nhiều các cái vật nuôi để phục vụ thức ăn cho con người ấy, thì người ta dùng kháng sinh vô tội vạ. Thậm chí gà người ta cũng dùng kháng sinh của người luôn, lợn người ta cũng dùng kháng sinh của người. Đó, gà mà chuyển vùng người ta hay dùng ampicillin. Đó, là nói chung là người ta dùng thuốc của người rất là nhiều, kể cả bị hen người ta cũng dùng thuốc của người. Đó, chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta ăn thịt gà thì nó sẽ bị tồn dư những chất kháng sinh đấy. Thịt lợn cũng vậy, người ta dùng thuốc kháng sinh vô tội vạ nên khi chúng ta ăn phải thì cũng rất là nguy hiểm. Nên chúng ta thấy ở Việt Nam thì càng ngày thì cái người bị bệnh nani càng nhiều, tỷ lệ ung thư ở Việt Nam cao nhất nhì thế giới. Hiện tại là tôi nhớ không chính xác lắm là nó nằm khoảng top 5 gì đấy. Mà theo dự báo có thể trong vài năm tới thì Việt Nam sẽ là nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới. Khi mà chúng ta đun như này thì chúng ta đun khoảng 5 phút. 5 phút thì sẽ được. Nói chung từ 5 đến 10 phút trong khoảng đó. Không có vấn đề gì. Vấn đề là chúng ta nhìn cái bát á, nước ở trong chúng ta thấy cái lượng nước nó nhỏ xuống. Đây chúng ta không quan. Chúng ta thấy cái đấy, nước sôi này rất là lý tưởng vì nó không tràn vào bát. Nhưng khi mà chúng ta thấy cái lượng nước nó nhỏ xuống bát nhiều rồi thì chúng ta nên ngừng cái việc đun lại để khỏi nó bị loãng cái hợp chất thuốc của chúng ta.
Nè, tôi thì rất là cố gắng trong cái việc dùng các loại cỏ cây, cho nên là trong vườn biệt thự của tôi là tôi toàn đưa các loại cỏ cây về để tôi trồng trong đó, các cái loại cỏ cây mà chữa bệnh ạ. Tôi trồng và khá nhiều bệnh là mình có thể dùng các loại cỏ cây đấy để mình chữa được. Nếu mà quý vị các bạn cần hỏi cái gì thì chúng ta cứ comment bình luận ở phía dưới. Và quý vị hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bổ ích về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi, cũng như để ủng hộ chúng tôi phát triển kênh tốt hơn. Đây, chúng ta thấy khi mà bắt đầu cái màu nó như thế này là được. Có thể thêm ít phút nó cũng được, nhưng mà như thế này là cơ bản là được rồi. Chúng ta bắt đầu lấy ra để cho bé uống là được. Ta sẽ tắt bếp để bắt đầu cho bé uống. Rồi, bây giờ bạn chỉ đạo bắt đầu uống đi. Và thổi và uống nha. Quá nóng đấy. Uống từng ít một, nó bỏng mồm, vừa mới làm cho nó nóng đấy. Thử tí xem. Nguội chưa? Chưa. Vẫn đang nóng à? Nóng hơi thổi đấy nha. Thế nào? Ngọt hay chua hay cay? Hơi hơi ngọt tí. Hay ngọt tí à? Dạ. Có chua không? Không. Không chua luôn. Dạ. Cay không? Hơi cay cay. Ok, có ngon không con? Dạ có, ăn gừng thử xem á. Không, đừng ăn gừng, tí nữa uống nước vậy đó. Dạ. Tí nữa gừng ăn ít cho nóng, uống đi, thổi mà uống đi chứ, như hôm trước ấy là cho nó khỏi luôn đi. Hôm trước cũng uống có một hôm nhưng hôm sau đi học được luôn đấy, thấy không? Dạ. Cay à? Đau cả họng ở trong này. Đau cả họng nữa à? Đau họng một tí. Đau là do đau từ lúc sáng phải không? Uống đi, uống như hôm trước ấy, uống hôm trước uống bao nhiêu thì hôm nay cũng uống bấy nhiêu. Thổi đi, đừng để bỏng mồm mà được. Ta nhớ là gừng với quất với mật ong nha. Quả này không phải là quả quất đâu nè, quả này là quả táo đấy. Ồ, cái táo nhỏ vậy á hả? Quả táo chứ không phải quả quất đâu. Quả quất lúc nãy ta cắt, chúng ta xem. Quả táo ở dưới nhà mình có bố. Không, quả táo này, lúc chiều mua ấy. Tưởng là nhà mình có. Nhà mình chỉ có mấy cái quả kia thôi, ổi mấy xoài thôi. Sắp về tầm này. Nghiêng bát lại một múc. Thế thì cầm cái này chụp, bố chụp cái ảnh cái đã. Cái này tạm thời không đi hái quất được, lấy tạm cái quả này chụp để nó có màu xanh cái đã. Đấy, cầm cái quả này. Không, cầm một tay thôi. Rồi, cầm cái này nữa. Đấy. Dơ lên, dơ lên, dơ lên. Chứ vừa rồi rồi như giống như tập tạ thì được. Quay cái củ gừng đó này, thấy củ gừng rồi. Đấy, rồi rồi rồi.
Ok, cười lên, tươi lên đấy. Rồi ok rồi, rồi uống tiếp đi con, uống tiếp cho nó khỏi đi. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi, con uống cho xong đi. Nó uống hết luôn rồi bố. Thì hôm trước con uống bao nhiêu, hôm nay con uống bấy nhiêu bố không nhớ, bởi vì hôm nay bố làm xong rồi bố đang bận việc, con uống thì bố không có để ý con uống bao nhiêu cả. Uống sao cho khỏi như hôm trước là được nhé. Dạ. Ok, uống xong lại phải cho nó vào cái nồi này, khi nào ấy thì lại đun đun lại uống tiếp. Nghĩa là chúng ta chỉ cho bé, nếu có đun lại thì chỉ đun lại trong vòng 1 2 tiếng hoặc 3 4 tiếng là cùng, còn đến ngày hôm sau thì chúng ta không nên dùng nữa, nên vứt bỏ đi nếu còn thừa. Rồi, chào tạm biệt quý vị và các bạn.